Tối qua, tỉnh Nghệ An đã tổ chức chương trình Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023. Với chủ đề Tết ấm nghĩa đồng bào, chương trình Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão diễn ra trong không khí ấm cúng thân mật và đem lại nhiều cảm xúc. Chỉ tính riêng trong năm 2022, tỉnh Nghệ An đã huy động tổng nguồn lực đạt trên 615 tỷ đồng để thực hiện công tác an sinh xã hội và phòng chống dịch COVID-19. Và qua hơn 10 năm thực hiện, tỉnh Nghệ An đã kêu gọi được hơn 589 tỷ đồng chăm lo Tết cho hàng trăm nghìn hộ nghèo. Tại chương trình Tết vì người nghèo năm nay, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận gần 132 tỷ đồng. Nguồn lực này sẽ được phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, các địa phương, trao đến tận tay người nghèo, các hộ nghèo, đảm bảo công bằng và kịp thời.